của Mona Mitrovic thực hiện thành công quả phạt đền ngay ở phút 12 trong trận đấu giữa A3 và Atletico Madrid ở vòng 19 La Liga. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ môn người Serbia thực hiện hoàn hảo cú sút penalty đánh lừa người đồng đội bên phía Atletico Madrid. Các đồng đội cùng chia sẻ niềm vui với Mitrovic, đặc biệt hơn khi đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của thủ môn này. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến kể dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhé. Follow ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Trong lịch sử bóng đá thế giới đã có vô vàn bàn thắng được ghi nhận là những siêu phẩm và nhận được vô vàn lời khen tặng. Thế nhưng ngoài những bàn thắng đó, còn có những pha bóng được xứng đáng đưa vào ngôi đền huyền thoại và dường như không có một cầu thủ nào có thể tái hiện lại khoảnh khắc đó. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những pha bóng được cho là chỉ xuất hiện duy nhất một lần đó nhé. Ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ, Lionel Messi đã sớm thể hiện được tài năng phi phàm của mình với những màn trình diễn siêu việt. Và cách đây gần 14 năm, Mbunga đã khiến cả thế giới sửng sốt với bàn thắng lịch sử vào lưới Getafe. Nhận bóng từ giữa sân, cầu thủ người Argentina rê bóng qua 4 cầu thủ và cả thủ môn đối phương trước khi đệm bóng vào lưới trống. Đó không chỉ là một kiệt tác mà còn khiến người ta nhớ tới bàn thắng bất hủ của Diego Maradona vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986. Ngày 19 tháng 11 năm 2005 sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là cuộc đấu chứng kiến Ronaldinho chinh phục Real Madrid ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu. Từ biên trái, Rô Vũ tự tin dẫn bóng xốc thẳng vào vòng cấm Los Blancos. Những pha đảo chân vô cùng kỹ thuật giúp tiền đạo người Brazil dễ dàng vượt qua một Sergio Ramos khi đó còn quá non kinh nghiệm. Đối mặt với Casillas, Rô Vũ dễ dàng đặt lòng để hoàn tất siêu phẩm của riêng mình. Thậm chí trên khán đài đã có rất nhiều cổ động viên Real đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn của Ronaldinho. Không quá lời khi nói rằng đây chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử các trận derby thành Manchester và cũng là bàn thắng đẹp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Sau đường tạt của Nani, Rooney thực hiện một pha xe đạp chống ngược hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào lưới trước sự bất lực của Joe Hart. Bàn thắng đó đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch giúp Man United đăng quang lần thứ 19 trong lịch sử giải quốc nội Anh. Cú đánh đầu vào lưới Tây Ban Nha của Robin van Persie ở World Cup 2014 sẽ còn được nhắc tới trong rất nhiều năm nữa như một tuyệt phẩm để đời của đội tuyển Hà Lan. Sau đường chuyền dài vượt tuyến của Daley Blind, bóng đi hơi cao so với tầm khống chế của van Persie và tưởng chừng như cơ hội sẽ trôi qua trong gang tấc. Thế nhưng cựu tiền đạo của Arsenal thì không nghĩ vậy. Persie bay người hết cỡ, thực hiện một pha đánh đầu quá đẹp mắt và khiến Casillas đứng chôn chân trong khung thành. Đây có lẽ là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của ông vua kiến tạo Mesut Ozil. Trước đó, Enneny đã đặt anh vào tư thế đối mặt,
Nhưng những gì mà cựu ngôi sao Real Madrid trình diễn sau đó mới thật là diệu kỳ. Tiền vệ người Đức tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương, một nhịp động tác giả để loại bỏ sự theo kèm của hậu vệ đầu tiên trước khi ngoặt một lần nữa khiến đối thủ phải bị vặn sườn rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống. Khi thủ môn lao lên vùng cấm địa đối phương ở những phút cuối, người ta đều kỳ vọng anh chàng sẽ làm nên chuyện, nhưng phần lớn đều thất bại và thậm chí làm tăng nguy cơ dính bàn thua vì phản đòn. Rạng sáng ngày hôm đó, có một thủ môn thành công và anh tên Masulut. Sau khi thủ môn đội bạn đẩy bóng ra, Masulut chờ bóng nảy đến đúng tầm rồi bay người tung cú xe đạp chổng ngược ấn tượng, gỡ hòa cho đội nhà khiến sân vận động nổ tung ở những phút cuối cùng. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same, told me I won't make a name. Không chỉ có những đường chuyền dài cực kỳ chính xác, Toni Kroos còn khiến tất cả phải bất ngờ với pha làm bàn từ chấm đá phạt góc. Trong lúc chuẩn bị cho cú đá phạt, tiền vệ người Đức đã nhận thấy thủ môn của Valencia mải mê nhắc nhở các đồng đội mà bỏ trống khung thành. Lập tức, Kroos thực hiện cú sút thẳng và đưa trái bóng cuộn vào khung thành trong nỗ lực cản phá bất thành của thủ môn đối phương. Pha lập công này của Zidane luôn được giới chuyên môn đánh giá là bàn thắng đẹp nhất lịch sử các trận chung kết cúp châu Âu, nhiều lần lọt vào top những siêu phẩm của thời đại. Từ cú treo bóng bên phía cánh trái của Roberto Carlos, Zinedine Zidane trông thế không người kèm đã bình tĩnh ngắm bóng và thực hiện cú volley chân trái cực kỳ hiểm hóc. Bóng đã găm thẳng vào góc cao khung thành và khiến thủ thành của Leverkusen không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. Cho đến nay, thật khó để bóng đá thế giới có thể tìm ra một cái tên nào có khả năng khống chế nghệ thuật như huyền thoại Dennis Bergkamp của Arsenal. Từ đường phát bóng từ phần sân nhà của thủ môn, tiền đạo người Hà Lan có pha đỡ bước một vô cùng tinh tế khi khiến trái bóng dính chặt trong chân mình. Ngay lập tức, Bergkamp chuyển bóng sang chân trái để dứt điểm. Thế nhưng đáng tiếc, cú sút chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương. Sau thời kỳ đỉnh cao của Roberto Carlos, bóng đá Brazil tiếp tục sản sinh ra một hậu vệ cánh có kỹ năng tấn công vô cùng thượng hạng. Đương nhiên cái tên đó không phải ai khác, chính là Michael. Nhận bóng từ tuyến 2 sau tình huống phạt góc, cựu ngôi sao Inter bình tĩnh tâng bóng để loại bỏ pha lao vào của hậu vệ đối phương. Sau đó Michael ngay lập tức thực hiện một cú volley đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khung thành và khiến Buffon không thể cản phá dù đã bay người hết cỡ.
Chính vì sự độc nhất vô nhị của nó mà những pha lập công này luôn được người hâm mộ nhớ đến và được lưu truyền trong suốt thời gian qua, phải không nào? Nếu thấy video hay hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh. Hãy để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.